Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin bầu Ủy viên Trung ương Nguyễn Thanh Nghị lại một lần nữa thách thức Nguyễn Phú Trọng. Ân oán giữa Nguyễn Phú Trọng và gia tộc Nguyễn Tấn Dũng là rất sâu đậm. Cuộc chiến giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã trải qua thời gian thấm thoát đã 10 năm. Lúc đầu ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh hơn, nhưng nay thì thế và lực của Nguyễn Phú Trọng lại quá mạnh, trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã về hưu, không còn quyền lực nữa. Tuy nhiên, việc đưa ông Nguyễn Tấn Dũng vào tù là việc mà ông Nguyễn Phú Trọng dường như cố hết sức nhưng chưa thể làm nổi. Và đó cũng có thể là lý do tại sao nhiệm kỳ này ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vào Ủy viên Trung ương để làm nhiệm kỳ thứ 3 của mình. Phải chăng đó chính là đòn chuẩn bị ông sẽ ra? Và thành công nhất của Nguyễn Tấn Dũng là khi kết thúc sự nghiệp chính trị vào năm 2016 thì ông cũng kịp đưa Nguyễn Thanh Nghị vào Ủy viên Trung ương Đảng, là ông Nghị cũng được về quê nhà tại Kiên Giang nắm bí thư tỉnh này, và đó cũng là hành trì bảo vệ ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng thiếu đứa con út Nguyễn Minh Chiết. Mục đích của ông Nguyễn Phú Trọng là đánh trượt Nguyễn Thanh Nghị ra khỏi Ủy viên Trung ương Đảng đợt này. Nhưng liệu điều đó có thành công hay không là chuyện khác. Sự nghiệp của ông Nguyễn Tấn Dũng giờ dường như đang gửi gắm lết lên vai ông Nguyễn Thanh Nghị, và sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nghị giờ trở thành nơi để bảo vệ cho gia tộc, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng ắt hẳn sẽ diệt biệt. Ông Nguyễn Tấn Dũng có 3 người con. Con đầu là Nguyễn Thanh Nghị, con giữa là Nguyễn Thanh Phượng và con út là Nguyễn Minh Chiết. 2 con trai theo hoàng nghiệp chính trị, còn chị gái thì theo nghiệp kinh doanh. Chuyện Nguyễn Thanh Phượng làm mưa làm gió trên thị trường tài chính Việt Nam thời ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng thì ai cũng biết. Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Tấn Dũng thất thế thì Nguyễn Thanh Phượng cũng lặn theo trà. Nguyễn Minh Chiết thì được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa về Bình Định để bắt đầu sự nghiệp chính trị, nhưng giờ đây thì cậu út này không còn ảnh hưởng gì trên chính trường được nữa. Còn lại, ông Nguyễn Tấn Dũng đang đặt hy vọng vào đứa con trai cả là Nguyễn Thanh Nghị mà thôi. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 là mục tiêu của ông Nguyễn Thanh Nghị. Theo lý mà nói thì ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ có 45 tuổi và đang là ủy viên Trung ương thì thông thường ông ta sẽ được ở lại ủy viên Trung ương tiếp. Tuy nhiên, với trường hợp của Nguyễn Thanh Nghị lại hoàn toàn khác. Vì thế, chưa biết số phận của Nguyễn Thanh Nghị thế nào, là còn hay ở ủy viên Trung ương hay bị đánh bật khỏi, điều mà người dân quan tâm nhiều nhất. Được biết, vào ngày 29 tháng 1, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử bổ sung vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tiếp đó, tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Báo chí nhà nước cho biết sau đó, đoàn chủ tịch đã nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Buổi chiều, đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đến các đoàn. Các đại biểu đã ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Và đoàn chủ tịch cũng đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Có lẽ Nguyễn Thanh Nghị không có trong danh sách đề cử bổ sung vì bản thân ông Nguyễn Thanh Nghị là người đương kim ủy viên Trung ương Đảng và là người còn trẻ, chưa vượt quá quy định về tuổi trong điều lệ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị với mục tiêu trụ lại tại Ủy viên Trung ương. Trong ngày 30 tháng 1, Đại hội đã công bố kết quả bỏ phiếu và cho việc rút hay không rút tên ra khỏi danh sách đề cử bổ sung. Cuối cùng, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị được tái cử Ủy viên Trung ương Đảng, và danh sách 200 Ủy viên Trung ương được công bố vào khuya ngày 30 tháng 1. Trong đó, tên Nguyễn Thanh Nghị là có. Như vậy, là việc thuyên truyền ông Nguyễn Thanh Nghị về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào hồi tháng 10 năm 2020 là do bàn tay, có thể nói, của ông Nguyễn Tấn Dũng đã sắp xếp việc này cho cậu con trai chuẩn bị nhận chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trong đó có ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng là quyết giáng chức ông Nghị. Được biết, việc thuyên truyền ông Nguyễn Thanh Nghị vào hồi tháng 10 năm ngoái là một trường hợp dường như giáng chức. Vì theo thứ bậc thì chức Bộ trưởng ngang bằng với chức Bí thư tỉnh, chức Thứ trưởng chỉ ngang bằng chức Phó Bí thư tỉnh. Việc tuyên chuyển ông Nghị từ hồi giữa tháng 10 và việc kỷ luật ông Nghị vào hồi tháng 6 năm ngoái được cho là ông Trọng đang muốn giáng chức Nguyễn Thanh Nghị để không cho gia tộc họ Nguyễn Tấn Dũng có người trong Trung ương. Lúc đó, nhiều dư luận cho rằng đó là tín hiệu xấu đối với gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, thế lực của Nguyễn Tấn Dũng không phải là yếu. Bằng chứng là 5 năm qua, dù cho ông Nguyễn Phú Trọng có nỗ lực đốt lò như thế nào thì ông ta cũng không thể nào động đến ông Nguyễn Tấn Dũng cho được. Và rất nhiều cộng sự của ông Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt vào tù và có người đã chết.
Vì vậy, lần ông Nguyễn Thế Nghị ra Trung ương lần ấy, có thể ông Nguyễn Tân Dũng sẽ phù phép để ông Nghị ngồi ở lại ghế bộ trưởng tới đây. Được biết, danh sách ứng viên Trung ương và Trung ương giới thiệu là 204 và 23 ủy viên Trung ương dự khuyết, so với số lượng ủy viên Trung ương khóa 13 cần bầu tương ứng là 180 và 20. Đã được đại hội biểu quyết vào sáng 28 tháng 1, thì số dư lần lượt là 13,3% và 15%. Với vị thế của Nghị thì việc tái cử vào ủy viên Trung ương là hiển nhiên, chứ không phải là khó. Cái khó ở đây cũng bởi do Nghị là con của Nguyễn Tân Dũng, người được xem là đối thủ nặng ký của Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1, thì 1.587 đại biểu đã biểu quyết thông qua lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Cho đến cuối ngày 30 tháng 1, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không công bố liệu ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có phải là hai trường hợp đặc biệt tái cử hay không. Tới tối ngày 30 tháng 1, báo chí đã đồng loạt công bố tên 200 ủy viên Trung ương Đảng, với ông Nguyễn Thế Nghị được trúng cử ở vị trí thứ 71. Đây là hình ảnh tên của ông Nguyễn Thế Nghị ở vị trí thứ 71 trong danh sách trúng cử. Và tên của những người khóa trước như ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc cũng lần lượt xếp từ trên xuống dưới. Vào ngày Chủ nhật ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 sẽ họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. Và có phải ông Nguyễn Tân Dũng đã tương kế tiểu kế hay không? Theo công bố kết quả vào lúc 10 giờ đêm vào ngày 30 tháng 1, thì 5 vị trí đầu tiên theo thứ tự là: thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng; thứ hai, ông Nguyễn Xuân Phúc; thứ ba, ông Phạm Minh Chính; và thứ tư là ông Vương Đình Huệ; thứ năm là ông Võ Văn Thưởng. Theo thứ tự thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính sẽ là Thủ tướng và Vương Đình Huệ sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Riêng ông Võ Văn Thưởng thì khả năng sẽ là Thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là ở nhân vật cấp cao nhất. Còn ở những vị trí thấp hơn một chút thì nhân vật đáng được nhắc đến là ông Nguyễn Thế Nghị. Nguyễn Thế Nghị được trúng cử đợt này được xem là một thành công của ông Nguyễn Tân Dũng, bởi vì ban đầu ông Nguyễn Thế Nghị được điều ra Hà Nội với mục đích trừng phạt, nhưng cuối cùng ông Nghị dường như đã không bị mất ủy viên Trung ương, thì xem như ông Nghị sẽ nắm ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng sắp tới. Và với vai trò Bộ trưởng Xây dựng thì ông Nguyễn Thế Nghị sẽ còn tiếp tục phát triển trên con đường sự nghiệp của mình hơn nữa. Việc lật được thế cờ để tiếp tục giữ được chiếc ghế ủy viên Trung ương của ông Nghị được cho là có sự can thiệp của ông Nguyễn Tân Dũng phía sau. Thực tế cho thấy thế lực của ông Nguyễn Tân Dũng còn rất mạnh, nên ông Dũng mới tương kế tiểu kế, dùng ảnh hưởng của mình tác động vào lá phiếu để giữ cho ông Nghị có thể ở lại. Vậy thay vì Nguyễn Thế Nghị bị xuống chức thì ông Nghị lại lên chức nắm Bộ Xây dựng và tính tiếp con đường làm Phó Thủ tướng trong tương lai. Đây là hình ảnh sắp tới ông Nguyễn Thế Nghị sẽ gặp Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội thay vì ở Kiên Giang như năm 2019, khi đó ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ lần một. Trong cuộc bầu bán vào 200 ủy viên Trung ương lần này, thì cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tân Dũng đều thắng. Việc chiến thắng của ông Trọng là kết quả trong ý muốn của ông, còn việc ông Nghị trúng cử thêm nhiệm kỳ này nữa, ủy viên Trung ương, là ngoài ý muốn của ông Trọng. Kể từ năm 2016, cả hai cha con Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Thế Nghị đã rút về Kiên Giang, và sau 5 năm, Nguyễn Thế Nghị đã trở lại Hà Nội. Đây có thể nói là một nỗ lực to lớn của cha con ông. Và qua đây cũng thấy thế lực của Nguyễn Tân Dũng đang bắt đầu mạnh dần lên và có thể sẽ có những kết nối rộng hơn trong cả nước. Vậy liệu cuộc chiến của ông Nguyễn Tân Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng có tiếp tục dưới thời ông Nguyễn Thế Nghị làm bộ trưởng hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng là người thủ dai, không dễ gì ông Trọng từ bỏ ý đồ trả thù. Tuy nhiên, việc đánh được thế lực của Nguyễn Tân Dũng hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Ở đây chỉ có thể ông Nguyễn Phú Trọng đánh ông Nghị, chứ không có chuyện ngược lại. Nếu làm ngược lại thì cha con ông Nguyễn Tân Dũng không đủ lực trong lúc này. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn đã bị đột quỵ lần đầu tiên tại Kiên Giang, nay thì ông đã rất già yếu, đi đâu cũng phải có người dìu. Rất có thể ông sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ để nhường ghế cho người khác. Và nếu có nhường ghế, ông Trọng chỉ có thể nhường cho ông Võ Văn Thưởng hoặc Phạm Minh Chính hoặc Vương Đình Huệ. Như vậy, việc của ông Nguyễn Thế Nghị thì chỉ có thể ngồi ở Bộ Xây dựng ẩn mình chờ thời tốt hơn. Và rõ ràng ông ta cũng sẽ không làm điều gì để ông Nguyễn Phú Trọng có thể nổi giận trong lúc này. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Nguyễn Thế Nghị vẫn còn là một tiền án là sai phạm đất đai ở Phú Quốc, Kiên Giang. Đấy là bản án treo. Nếu ông Nguyễn Thế Nghị không có sai phạm gì ở Bộ Xây dựng thì ông Trọng cũng có cớ để mà buộc tội Nguyễn Thế Nghị. Đây là hình ảnh
ông Nguyễn Phú Trọng có thể đình chiến. Có khả năng là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không tìm cách tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng nữa, vì đơn giản thế và là lực của ông Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh trở lại, trong khi đó dù ở ghế quyền lực cao nhất thì cũng có dấu hiệu cho thấy cả quyền lực và sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang đi xuống nghiêm trọng. Khi sức khỏe đi xuống thì ai cũng biết cơn đột quỵ cách đây 20 tháng ở Kiên Giang đang bào mòn sức khỏe của ông thêm nữa, và giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán chủng mới thì cũng rất nguy hiểm cho tính mạng của những người quá cao tuổi như ông Nguyễn Phú Trọng. Thêm vào đó là so trước đây ông Nguyễn Phú Trọng chỉ giữ chức Tổng Bí thư chứ không còn hai chức nữa. Vì vậy, quyền lực của Nguyễn Phú Trọng trong khóa 13 này sẽ bị sứt mẻ đi phần nào. Với tình thế một bên đang lên và một bên đang xuống thì ông Nguyễn Phú Trọng thường dường như sẽ không chiến tiếp nữa mà có thể ngược lại. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng không dại gì chọc giận ông Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ cả hai sẽ đình chiến, vì dù có chiến cũng không đi đến đâu và cũng chẳng ai được lợi gì hết. Và khả năng cuộc chiến này sẽ không còn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin bầu Ủy viên Trung ương Nguyễn Thanh Nghị lại một lần nữa thách thức Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.